ai biết câu này sai lỗi many không? Things that happen. Yes. Okay. Huyền biết vì sao thêm that ở đây không? Nối. Okay. Các em lưu ý nha. Một câu này dùng ngữ chính là there nè. Động từ chính là be ở đây rồi. Vậy thì em không thể dùng một động từ đằng sau này nếu không có chủ ngữ riêng. Okay. Vậy cái này chỉ là cái vế phụ thôi. Nhiều thứ mà xảy ra. Vậy thì cái động từ này chỉ là cái động từ đi với cái tên ngữ của cái câu gốc. Cho nên là phải thêm vào there are many things that happen. Không thì there are many things happening. Okay. Okay, then pronounce this word again. Impression. No, just impressed. The. Impressed. Yes. Impressed. Yes. Impressed. And you have very interesting point. Thank you. Thank you.